bữa nay cho chồng mình ăn mì khô. Đến lần này vô chèo á. Eo. Tô canh súp. Chỉ có thăng này hình hầu hơi đi. Nè, nè. Ăn đó hả? Đi thanh hồi luôn, thanh có gì mai không? Ăn cái uống khe gì cũng ăn cái gì cũng đồ bán. Thân rồi. Hải mi ruột xưa. Hải mi ruột xưa táo chàng khởi gì mai rồi. Wow. Khai hậu xưa. Khai hậu xưa. Còn mi ăn rau không hả mi? À, còn chị này ăn bún thịt nướng. Còn ké tôm nữa chứ. Đi làm về còn lấy thêm bún thịt nướng về ăn. Hả sao mà? Ủa chàng qua sàng xin mà nó có hủ tiếu, có sao mới vô hủ tiếu. Chân từ mạnh quá, chị bao khoai ạ. Ủa nè, nó cứ men. Chị bao khoai vào làng cơ xẻ bà lèo. Nó cơ rô chị cơ bà lèo. Ủa mà kì tôi nhà sáng cơm không chị? Nó cơ đi tổng chị cơ mà. Nếu ra kể cho là xong cơ, uống cơ đi uống cơ, em thử hầu được rồi. Nó cơ rô thì tổng chị cơ rồi mà. Nè, rô tiền chị cơ. Nè, chị cơ. Thơ thăng nè. Thơ thăng thăng. Thăng thăng bụi dân mà. Xạo tiền chị cơ. Xạo thì thơm quá. Thơm quá. Thơm quá mà nghe thơm quá. Bữa nào nấu hủ tiếu gõ cho ăn. Cứng ngắt. Khó khư. Trời ơi, cái tô nước súp. Ủa sáng mai nó cơ cầu thủ, mấy dù cầu thủ mà chứ cơ cầu thủ. Thăng hậu hả? Anh Thiên. Ủa chùi cho cơ kênh robot à? Nói dù hồi nãy chứ cơ vừa phân đi men lúc nữa. Tuy sư vừa lung chứ cơ. Thầy. Vui chẳng hình xếp, vui chẳng hình. Cô sư nào? Bào mà. Thì anh chị tớ không nhận tử đấy. Chào mong. Mà anh tối em dùng tao rồi. Nguyễn Thêm đừng vui chăng nào. Nếu xỉ cho là hay. Nếu xỉ cho là hay. Ôi, đủ cầu mai chăng chưa. Hình... Ủa sư hình to xẻng. Mai cũng hình to xẻng. Ơi, chú rô xin theo vào ngài làng cơ sánh sánh rô. Làng cơ phải cù y cơ chu chèo y bài lầu. Nó cứ sai y bài sữa to. Alo, chú sợ mai chị bạc y bài sữa to hoài nữa. Là ở trên thêm một mài lãng bài to. Lãng bài to, bài to. Lãng bài to. Chai biết hay dầu họ sang sư sứ khoai hả? Chắc dễ y bằng cho chị bạc khoai rồi. Chứ cứ làng cơ men mà. Là cơ men ủ. Dạ, đúng rồi, là cơ men trái cơ ủ khoai. Này ăn bún thịt nướng mà ké thịt luộc của tôi hoài chị. Hả? Ăn bún thịt nướng mà ké thịt luộc hoài. Thịt luộc chấm này dở. Thịt luộc chấm cái này nè. Nước mắm mẹ ấy tiêu. Trời ơi, con này thì ăn mẹ ơi. Ăn giá không? Nhìn thấy dầu sai hình ta, thấy dầu rô nè. Dao che đi. Trời ơi, nị xưa chăn chừa đi sàn sữa khoai cơ. Y phân sữa khoai. Nà đi khoai cái này chăn chừa nè. Ủa, bụt sữa ha, quá chứ sữa khoai. Ở trên sữa khoai rồi. Thì mày. Thì mày. Hãy vào y cơ. Hãy vào y cơ nữa. Chủ đi tư hàng.
Duyên duyên đâu do sư giao y ban nào. Như ăn chè rồi sao nào. Ăn nữa hả? Rồi này ăn dữ à. Ăn rồi mút lăn luôn quá. Chứ cái lúc là hồi xưa hả? Sao hết rồi. Si nạ y hoàn y tu hằng kia này xưa. Đọc vô. Bây giờ xưa hả? Xưa à? Bỏ chụp. Ăn mì khô uống bia. Còn này ăn uống thịt nướng uống bia. Mẹ nó không uống mà nó uống. Nó giỏi hơn mẹ nó luôn. Xem mà má hoa xương à? Tương này là của má chồng gửi lên nè. Đừng được rồi. Hả? Bà hơi chồng quay. Để chồng hả? Hai anh phải khiều chân nhau hả? Ngồi khiều chân hả gì? Như này uống nhanh hơn bà nó luôn. Bà nó uống chưa hết, uống hết luôn à. Ghê thiệt. Để lâu cái nó chảy đá ra đắng ngát kìa. Trời ơi. Ủa chị sai sự khoai à? Ni sư chăng chưa. Tôi thấy phải sợi bài khoai. Sợi bài khoai. Đi xem cái hành to rô. Đi che. Nên thêm có gì xưa hơn. Yeah. Ừ. Chứ cơ phần vi sụ nên thêm là giang có gì luôn. Ừ. Ăn bún thịt nướng kiểu kỳ thôi. Quay men ví dụ chứ cơ hăng chị đi. Thăng với phải của ai. Chứ chứ bên thay kỳ nó cứ thăng bố hậu hơn à. Ừ, một thăng uy chừng. Hả? Một thăng uy chừng. Không nhấn bố của anh. Mai kia tôi là hơn. Không nhấn bố của anh. Ăn thức bố hậu hơn. Mày ăn mày nói mới sợ nha. Nổi ăn thao bún luôn. Cái chàng sư quả nó kêu là thái sư men. ăn dù dù ấy. Cô vào mà. Cô. Cô hả? Ăn hết luôn nè. Trời ơi. Còn chị chiên thêm thịt nữa chứ. Hồi đó đi thở lỏng ha, ta xuống thấy nó nhẹ nhàng lắm.